Suy tim là một vấn đề toàn cầu với tỷ lệ tử vong hàng năm lên đến 20%. Số người mắc bệnh hiện có dấu hiệu gia tăng. Ước tính số người bị suy tim trên thế giới hiện khoảng 26 triệu người. Tại Việt Nam có khoảng 1,6 triệu bệnh nhân. Mùa hè đến, người bệnh suy tim cần đặc biệt chú ý hơn. Trời nóng bức, mồ hôi tăng tiết nhiều gây mất nước, giảm thể tích máu lưu thông. Vì vậy, tim phải co bóp nhiều hơn làm tăng tần số tim. Thể tích tuần hoàn giảm còn có thể gây hiện tượng cô đặc máu, dễ dẫn đến tai biến tắc mạch. Vì vậy, người bị suy tim nên tránh hoạt động dưới trời nắng, tránh để cơ thể thiếu nước, nên ăn trái cây tươi và uống thuốc đầy đủ. Khi có các biểu hiện bất thường, cần đến các cơ sở y tế uy tín để thăm khám và được điều trị kịp thời. Chuyên khoa tim mạch thuộc TCI là địa chỉ thăm khám tin cậy với đội ngũ chuyên gia tim mạch hàng đầu, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại giúp chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả. Liên hệ chuyên khoa tim mạch TCI để được tư vấn và hỗ trợ đặt lịch khám.